Trần Nghiêm. Sao mình đi muốn tới học mà nhanh lớp mà. Chắc bà rồi, tôi đem lộn. Bạn học bạn không đem viết theo hả? Thôi đừng có nè. Sao mình đem muốn tới học mà nhanh lớp mà. Chắc bà rồi, tôi đem lộn. Vậy tôi chào mừng cho cháu biết. Ok vậy. Cảm ơn bạn nhé. Ok. Bữa nay tụi mình tới Hoàng Đông Ốm rồi đó. À ok. Mày tên gì vậy? Tôi tên Văn Chí. Tôi tên Tòng Dạng. Đi rồi anh. Ý coi rồi. Ủa bạn mới vô sao mặt gì vậy? Có đâu. Tôi dán. Coi. Cha mẹ bạn làm nghề gì? Cha tôi. Cha mẹ tôi làm ruộng.
con nhà bạn làm vậy? Mẹ tôi ở nhà, cha tôi đi câu hỏi. Tôi hỏi bạn mà. Tôi hỏi bạn. Thì bạn hỏi tôi. Tôi trả lời đây. Tôi xin phép được trả lời. Cha tôi đi mua bò, mẹ tôi ở nhà. Thôi giờ mình đừng nói chuyện nữa, bắt đầu với học rồi. Ok bạn. Nghe cô giảng đi bạn. Thank you.